tình yêu. Hôm trước nhân dịp Lazada sale, quá trời sale luôn á, thì Tini với ông xã của mình đã làm một cái thách thức, đó chính là thử xem là 100 ngàn mua được những gì ở trên Lazada. Đương nhiên là sale thì mua mới được nhiều rồi, và mình á thì có trách nhiệm là xuất tiền, còn anh xã mình có trách nhiệm đi mua đồ. Và hôm nay thì anh ấy mua đã được một cái hộp như thế này đây, và nguyên cái hộp này thì chỉ có 100 ngàn thôi. Bây giờ chúng ta cùng nhau mở coi là 100 ngàn mình mua được những gì nha. Mình sẽ đếm số lượng coi mấy món trước, rồi sau đó mình mới mở từng món nha. Một món nè, hai món nè, ba món nè, bốn món nè, năm món nè, sáu món sáu món nè, bảy món nè. Wow, vậy là anh xã của mình đã hoàn thành xuất sắc với 100 ngàn mà mua được tới tận 7 món rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ khui ra từng món coi là cái gì nha. Rồi bây giờ mình sẽ khui từng món coi coi là ổng mua cái gì cho mình nha. Mình cũng không nghĩ là 100 ngàn mà ổng mua lại được tới tận 7 món rồi đó các bạn. Công nhận là đồ trên Lazada sale một cái nghe nó rẻ kinh khủng luôn. Có cái gì đây? Có cái gì màu tím đẹp quá nè ha. Trời ơi, cái tai nghe màu tím. Đúng là anh xã của mình có khác mình rất là thích màu tím. Một cái tai nghe màu tím. Bao nhiêu tiền vậy, anh xã? 7 ngàn. Wow. Trời ơi, cái tai nghe này 7 ngàn các bạn ơi. Tin nổi không? Tin nổi không? Tôi là tôi không tin nổi 7 ngàn rồi đó. Bây giờ mình ghim cho thử coi nghe được không nha. Sợ nghe không được. Ồ, âm thanh hi-fi đàng hoàng nha. Hay ho lắm nha. Rồi ok rồi đó, vậy là 7 ngàn hoạt động tốt các bạn ạ. Nói chung là vừa đẹp mà hoạt động cũng tốt nữa. Chuẩn chuẩn, ông xã mình quá hay quá, săn sale quá tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ mình sẽ mở tiếp món tiếp theo. Tiếp theo cái gói này là bự nhất ở trong mấy cái gói đồ nè. Cắt từ từ, cái chừng cắt đồ ở trong. Một cái áo. Một cái áo thun. Áo thun giá bao nhiêu vậy anh yêu? 10 ngàn. Trời! Trời! Trời ơi, mày giá hồi nhỉ? Trời ơi, nó rẻ như cho luôn. Ý cái này cũng vừa với mình đó nè. Mà thật sự chắc vải mặc cũng được nha các bạn. Cho dù nha, ví dụ nha các bạn mặc một lần 10 ngàn cũng đáng nữa các bạn. Quá trời rẻ, mặc một lần rồi rõ. Mình có cảm giác giống như mình là đại gia, mặc một lần rồi bỏ. Nhưng mà mình nghĩ cái này mặc sẽ được nhiều lần á. Tại vì cái vải này cũng ok nè, không có tệ đâu. Nói chung là mặc được đó nha. Hàng mới thơm mùa vải đàng vàng nha, chứ không phải là hàng sida đâu nha. Ok ok. Ông mình muốn có tới Lazada sale nữa chắc mình phải kêu ông săn hàng sale cho mình quá. Ông săn hàng sale kinh khủng thiệt luôn á. Đó là hai món này nha. Tiếp món tiếp theo. Mình qua nãy giờ ông nói giá mà mình bị sốc luôn á. Mình rất là sốc luôn á. Đây là phụ kiện á. Đồng hồ. Ố. Trời ơi, quá chu đáo luôn, được tặng cho một cục pin để hai nữa. Đồng hồ đang chạy mà vẫn có tặng kèm pin. Đồng hồ giá bao nhiêu à? 28 ngàn. Trời ơi, đồng hồ tinh kinh khủng luôn á. Tinh quá trời quá đất luôn mà chỉ cần có 28 ngàn thôi. Tôi nói thiệt nghe, mấy món nãy giờ cho dù mà ổng mua mà tôi xài không được, bây giờ cũng xứng đáng nữa. Món nào á cũng để làm vật trang trí cũng rất là đẹp. Đương nhiên là nói chung là 28 ngàn thì các bạn đừng nên cho nó vào nước nha. 28 ngàn mình cũng nghi ngờ lắm. Đây, xinh quá trời quá đất luôn, thấy không, lên tay nhà đẹp tuyệt vời luôn á. Còn được tặng thêm cục pin nữa này, nọ cục pin thì mua ngoài hết 50 ngàn rồi. Kinh quá, kinh luôn. Thôi mình khui món tiếp theo. Ý đồ nhớ yêu quá yêu luôn. Trời ơi, dễ thương quá à. Cái này là mang với mấy đôi giày đáp mà thấp đáp ở đây nè, cổ nó cao lên chút xíu cũng được. Kiểu như là mình ló cái cổ lên một khúc á. Đôi vớ này nhiêu tiền vậy anh yêu? 14 ngàn. Quá xinh luôn, nhưng mà giá này cũng không bất ngờ lắm. Tại vì chậm vui thôi, tại vì dạ vớ bình thường mình mua cũng tầm khoảng đó. Nhưng mà thật sự là đôi rẻ nhất mà mình đang mang hiện tại là 15 ngàn lận. Đôi này 14 ngàn là vẫn rẻ hơn những đôi vớ mình mua. Đó. Tiếp theo một cái hộp giấy. Cái gì đó mà nghe sột soạt. Có vẻ giống như phụ kiện à. Một cái lắp tay hay lắp chăn gì đó. Lắp chăn quá, tại vì cái này là cái hình cái chân. Giá ông mua, ông nghĩ là lắp tay nè. Tôi bảo đảm luôn, đúng không anh? Khi anh mua anh nghĩ đó là cái gì? Nó gì là lắp chăn. Gì hả? Ông biết nó là lắp chăn. Tại thường cũng sẽ không phân biệt được lắp chăn hay lắp tay đâu.
mấy ông đàn ông mà. Tại nó có ghi mà. Thôi là gian hàng này có ghi là lắp chân, chứ không là ông mua về ông cho tôi đeo tay. Bao nhiêu tiền nha? 17 ngàn. Xinh quá ôi, 17 ngàn. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Đây cho các bạn coi. Cũng lấp lánh như ai chứ bộ. Đâu phải giỡn nè. Cũng chiếu chiếu, cũng lấp lánh như ai chứ bộ. 17 ngàn. Còn hai món cuối nha. Phụ kiện nữa. Chí, hoa tai hình trái kiwi. Bao nhiêu tiền? 10 ngàn. Rẻ hơn cái đắt chân luôn. Xinh quá. Ố, bữa nay mình cũng quên đeo loa tai nè. Đeo vô luôn. Vô tình lượm được cái bóp. Mình trái kiwi. Rẻ các bạn ha. Đó giờ hoa tai ít khi nhà mình mua 10 ngàn lắm. Có 10 ngàn 3 đôi mà. Cái cuối cùng. Chiên chiên. Ố, điện thoại. Ồ, xinh à. Kiểu vinh tẹp. Tặng thêm một cái này cái gì. Cái này gọi là rin hả ta? Nè, để phía sau gì nè. Đó. Nhiêu tiền nha? 27 ngàn. Quá đơn trời. Trời, mình mới vừa mua xong cái đơn 200 ngàn. Kinh khủng hả? Còn cái này chỉ có 27 ngàn thôi. Nè, xinh. Tại yên cầm không bị gớm. Wow, cảm ơn 7 món quà thật là xinh đẹp đáng yêu của anh xã đã gom sale tặng cho mình. Mặc dù là giá trị nó không có cao nhưng mà thật sự sau cái clip này thì đã chứng minh được một điều là anh xã mình gom hàng sale cực kỳ khủng khiếp, cực kỳ giỏi. Mới mốt là có sale là cứ nhờ anh xã gom hàng thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video nha. Nếu như mà các bạn cảm thấy video này hay hoặc là các bạn muốn Tini làm thêm những cái chủ đề giống như vậy nữa thì để lại bình luận bên dưới nha. Cũng đừng quên là nhấn like video để ủng hộ Tini nè. Rồi nếu như mà bạn nào muốn mua hàng những cái món mà giống như Tini nãy giờ khui ở trong clip á thì các bạn hãy vào đường link mình để ở phần mô tả video nha. Có rất là nhiều hàng ở trong cái đường link đó. Cũng đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh YouTube của Tini để có thể nhận được nhiều thông báo hơn về video mới nha. Bye bye.